Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày Chủ nhật xanh tại Mizuki Park vừa được tổ chức. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện mà Nam Long sẽ tổ chức tại các khu đô thị trong mùa hè này. Đây là chuỗi các hoạt động kết hợp với vui chơi, giải trí và hướng đến việc giáo dục công dân nhí, thực hành sống xanh, chúng ta giữ gìn bảo vệ môi trường sống. Đặc biệt tại sự kiện, bé và bố mẹ sẽ cùng tự tay vun trồng những chậu cây xinh xắn, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn để chung tay ươm mầm, nuôi dưỡng màu xanh thiên nhiên. Ngày Chủ nhật xanh còn được bố trí các khu vực tái chế để cư dân tham gia đổi rác lấy quà. Đây cũng là trạm đầu tiên trong hành trình Trạm Xanh Nam Long được tổ chức xuyên suốt tại văn phòng của tập đoàn và các khu đô thị của Nam Long từ tháng 6 đến tháng 7 này. Chương trình ngày hôm nay thì rất là ý nghĩa và các bé rất là thích. Có nhiều cái hoạt động mà các con xưa giờ chưa có chơi mà hôm nay là được trải nghiệm nên là các bé cảm thấy rất là thích thú. Đây là lần thứ hai là Nam Long tổ chức rồi. Mình hy vọng là sẽ tổ chức thường xuyên hơn để mà các bé ở đây có cái cơ hội mà tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, những các hoạt động nhân gian rồi trồng cây đó để mà khơi gợi cái sự mà yêu thiên nhiên rồi nhập với cộng đồng rồi có thiên nhiên thêm nhiều bạn mới xung quanh nữa. Chuỗi sự kiện Ngày Chủ nhật xanh sẽ tiếp tục được Nam Long tổ chức tại khu đô thị tích hợp Waterpoint, Long An vào sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023.